한 분 더. 오늘의 수상자는 윤덕링, 윤희하이프, 정홍옥입니다. 무대로 나와주시기를 바랍니다. Vâng, và xin được mời các bạn Nguyễn Đức Linh, Nguyễn Thị Hải Phượng, Dương Hồng Ngọc lên sân khấu. Khán giả chàng, Song Myung, Nguyễn Đức Linh, quý ân nhân Hàn Quốc Văn hóa Quân Hoan Đồng Hề, chọc cực chọc cực chăm mèo hà yò, Hàn Quốc qua Việt Nam Văn hóa Kiều Rô Hoan Song Hoa Hề, khu kê ý bà chi hà yò sư mù rô, y khám giả chàng ơn sư yò hà mì đà. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chứng nhận hội viên Nguyễn Đức Linh đã tích cực tham gia các hoạt động của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam trong thời gian vừa qua và có nhiều đóng góp cho sự giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. 2012년 12월 26일 추 베트남 한국 문화 원장 박낙정. Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam박낙정. 감사장 성명 Nguyễn Thị Thanh Phượng. 내용은 앞과 같습니다. Vâng, và bạn thứ hai được nhận bằng khen của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc là bạn Nguyễn Thị Thanh Phượng. Cảm ơn chàng Song Myung Dương Hồng Ngọc. 내용과 앞과 같습니다. Bạn thứ ba được nhận bằng khen của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc là bạn Dương Hồng Ngọc.